Xin chào mọi người, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhé. Và hôm nay cửa hàng lại tiếp tục lên cho mọi người, đó chính là một mẫu Vahaha. Đó, với phân khúc là 110. Đó, nói chung là nội thất chi tiết con này khá là ok, len spen cho mọi người luôn. Xin phép mọi người được đi sơ dàn ngoài nhá. Dàn ngoài thì đã lên sẵn cho mọi người là hai máy. Đâu, một máy ra hai của bô mọi người nhá. Một máy ra hai của bô này. Trang bị sẵn cho mọi người là túi bao da đựng đồ hai bên, đi khá là ok luôn. Biển số 81. Đó, biển số 81 mọi người nhá. T33176 mọi người nhá. Biển số khá là ok. Liềng lốp thì cửa hàng đã lên cho mọi người cái quả lốp này. Liềng lốp còn khá là ok, len spen luôn. Máy đang nổ luôn nha mọi người nhá. Đó. Dòng Vahaha này thì đăng ký vào 208 mọi người. Dọn sẵn dáng cà phê mọi người nhá. Lên cho mọi người là dáng cà phê rất chi là như này cũng khá là ok rồi này mọi người. Đó, khá là chi tiết từng con ốc luôn. Lên bô này. Đó, máy đang nổ luôn, test sơ máy luôn cho mọi người này. Máy khá là đã tai luôn nha anh chị em nhà mình nhá. Đó. Con này thì chỉ cần bỏ ra hơn 10 củ là nhận xe rồi mọi người ạ. Đó, anh chị em nhà mình nào mà có thiện chí với cái mẫu Vahaha này thì cứ để lại cho bên mình một cái comment và một cái số điện thoại nhá. Bên mình sẽ ra check cho mọi người. Đó, một con xe siêu đẹp này mà chỉ có giá chỉ hơn 10 củ thôi nha anh chị em nhà mình nhá. Đó, chỉ hơn 10 củ thôi là sở được Vahaha rồi. Xe dọn dáng cà phê mà chỉ hơn 10 củ thôi nhá. Đó, cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn.